Wow, wow nè, phê chưa? Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Game Shaper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì mình vẫn hàng ngày giăng câu trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Thì cỡ này là mùa nước đổ rồi cả nhà. Ở ngoài sông thì cỡ này hơi sóng gió, hơi thất thường lắm. Thì bữa nay hay có được trăm trời nè. Thì mình có cá rồi, mình xuất sang vào bờ để mình bắt cá, mình bán cho chú quán nhậu rồi mình chia sẻ cùng cả nhà nha. Giờ này mình cũng đi câu cá con sông rồi, mình vào bờ rồi mình sẽ sang bắt cá bán cho chú quán nhậu, rồi mình sẽ tiếp tục đi móc mồi tiếp này cả nhà. Thì vẫn câu mồi siêu độc lạ của mình là mồi chú già côi chính. Chú này mình không tắm thuốc gì hết nè, mình câu là mồi tự nhiên luôn, mình sắc cục mồi gọn gọn như thế này nè, cho vừa mới ăn cho cá dễ ăn á. Cá này là nó phái mồi chú già côi này lắm, chú già hương á, nó thơm vừa ngọt nữa. Mà hôm nay mình câu thành quả là bao nhiêu nè. Ôi ồ, anh cá dứa nè, đã không, xanh dờn xanh lét luôn. Cá gài á hay mưa giông gió lắm luôn á, mình tranh thủ mình câu xong xuôi á vào bờ mình bắt cá mình bán cho chú quán nhậu này. Nước trong đục thì nó cũng ngà quá khó thấy á, để mình xúc ra ngoài á rồi mình bán cá cho chú quán nhậu ẩm thực quanh sân quán, rồi chia sẻ cùng cả nhà cho dễ thấy hơn nha. Wow, wow nè, phê chưa? Ôi, cá mình câu hàng ngày ở con sông Tiền, sông Cô Lãnh á. Mình xúc tiếp tục nữa nè. Đó, quả đã chưa? Cá tươi sống rất là ngon luôn. Phải mình đặt mới trong chủ quán nhậu ẩm thực của sân quán á, sẽ thu mua hết những loại cá thiên nhiên của mình câu hàng ngày ở con sông Tiền á. Thì bởi quán nhậu á thì thích mua những loại cá tươi sống của mình á, ít nhiều thì chủ quán cũng thu mua hết luôn á. Với lại là cỡ này á, chỗ mình thì nước đổ rồi, nước đổ rồi, nước chảy mạnh á, thì mình câu cá thì nó cũng hơi ít ăn lại á. Cái gài mình sóng gió rồi mưa đêm nhiều lắm, mình câu được bao nhiêu đây là mừng lắm rồi nè. Chứ hổng gài mình câu cũng hơi thất thu, không có ra cái clip luôn á, lâu lắm rồi không có ra cái clip mấy con cá sát cái dưới này. Cỡ mùa nước đổ, mình thì ở ngoài sông lớn thì mùa nước đổ, còn ở trên đồng ruộng thì mùa nước nổi đó cả nhà. Quái ơi, thành quả của mình câu được bao nhiêu cá đây là mừng lắm rồi. Trời ơi, cá tươi sống rất là ngon luôn nè. Bữa nay được anh cá sát khứ già luôn. Đây là anh cá sát sọc nè, đây là cá sát sọc, đây là cá dứa, nó phân biệt rõ ràng đó. Cá này thì nó có hai lần sọc hai bên luôn đó nha, bởi kêu là cá sát và thêm cái sọc nữa. Rồi đây là cá dứa thì không có hai lần sọc hai bên mà nó xanh lẹn lét à, cái gan màu có lá dứa luôn á. Cá này tươi sống rất là ngon, thì mình vẫn là bán trong quán nhậu ẩm thực quanh sân quán, bởi ưa chuộng những loại cá thiên nhiên tươi sống này thì mình thường xuyên á mình đem lại bán trong quán á, thì khách thường xuyên gọi cái món là cá sát kho quẹt chấm rau luộc, hay là cá sát làm cái lẩu cơm mẻ, hay là làm cái lẩu mắm. Cá này khách gần xa ưa chuộng phái những loại cá thiên nhiên tươi sống của mình, với lại là mình câu bằng mồi chuối và cui, cá ăn sẽ chất lượng, với cái là mình không có tẩm thuốc á, cá ăn sẽ không có hôi và thịt sẽ thơm, sẽ rất là ngon. Mùa cá ngon không cả nhà. Thì mình sửa sạn xong rồi mình đem cá này bán cho chú quán nhậu ẩm thực quanh sân quán hết luôn. Thì cái clip của mình chia sẻ tới đây đã kết thúc. Nếu có nhà yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.